Đến Thiên Hà Audio sắm loa Bluetooth cao cấp. Thiên Hà Audio là một trong những nhà cung cấp lớn và đẳng cấp nhất trong lĩnh vực âm thanh công nghệ high-tech audio, chuyên bán các sản phẩm âm thanh không dây với mũi nhọn là những dòng loa Bluetooth cao cấp đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như DVLS, Bang & Olufsen, Bose & Wilkins, Macintosh, Kev, Harman Kardon, JBL, Audio Engine hay Marshall. Trong đó, đỉnh cao phải kể đến dòng loa high-end không dây Phantom đình đám của thương hiệu âm thanh Ultra High-end đến từ Pháp DVLS. Dòng loa DVLS Phantom với những sản phẩm lừng danh như Phantom Reactor 600, Phantom Reactor Opera de Paris, Phantom Gold, Phantom Gold Opera de Paris được xem là bóng ma trong ngành công nghiệp âm thanh công nghệ kể từ khi được ra mắt, nhờ vào những công nghệ tối tân, thiết kế sang trọng hiện đại cùng chất âm đỉnh cao ở tầm tham chiếu. Loa không dây Phantom của DVLS được xây dựng với những công nghệ đột phá mang tính cách mạng của hãng, điều mà chúng ta không thể tìm thấy ở bất cứ dòng loa không dây nào khác trên thị trường. Đây là kết quả của một dự án kéo dài hơn 10 năm với tổng kinh phí trên 30 triệu đô và đã đạt được tới 88 bằng sáng chế khác nhau. Nổi bật trong số đó có thể kể đến như công nghệ âm ly độc quyền Analog Digital Hybrid, cấu trúc âm học Hertz Based Implosion, bộ xử lý tín hiệu DSP Sound Processing, cho phép những bộ loa nhỏ gọn này có thể trình diễn với sức mạnh và âm thanh thượng hạng không thua kém bất kỳ dàn high-end tham chiếu nào. Ngoài ra, DVLS Phantom còn sở hữu ngoại hình độc đáo, vô cùng sang trọng và cao cấp với những phiên bản Gold được dắp vàng 24K đầy xa xỉ. Một dòng loa Bluetooth hạng sang khác cũng có mặt tại Thiên Hà Audio, đó là Bang & Olufsen, sở hữu những mẫu loa Bluetooth đẳng cấp, được thiết kế và chế tác ngay tại Đan Mạch, sở hữu ngoại hình đậm chất nghệ thuật và chất âm cao cấp chuẩn high-end. Không thể bỏ qua những cái tên nổi tiếng như Bell Sound 8, Bell Play A9 Mark 4, Bell Sound 2, Bell Sound State, Bell Play A1, Bell Play M5. Thương hiệu loa high-end hàng đầu thế giới Bauer & Wilkins cũng bắt đầu chơi lớn ở mảng high-tech audio với dòng loa high-end không dây Formation, đại diện tiêu biểu là loa Bookshelf Bauer & Wilkins Formation Duo. Bên cạnh đó cũng không thể bỏ qua những mẫu loa không dây nổi tiếng khác như Kev LS50 Wireless thế hệ thứ 2, Kev LSX, Macintosh RS200, Audio Engine A5 Plus Wireless, Audio Engine A2 Plus. Đến với Thiên Hà Audio trong dịp Tết Nguyên đán này, khách hàng không chỉ tìm thấy những mẫu loa không dây di động mới nhất và cao cấp nhất hiện nay, mà còn được trực tiếp trải nghiệm và mua sắm với mức giá ưu đãi bậc nhất thị trường. Đến Thiên Hà Audio sắm loa Bluetooth cao cấp.